trường thẩm mỹ Cedarback Beauty Academy trên vùng South Orange County, chuyên dạy tóc, facial, nail barber, professional makeup, nối lông mi, thầy cô kinh nghiệm và trường có cộng tác với những công ty lớn như Paul Mitchell, Poise Professional Makeup, Dermalogica, v.v. Sau khi tốt nghiệp bằng tóc, học sinh sẽ nhận được 43 unit tương đương với các unit của các trường đại học. Mọi chi tiết liên lạc Ý Nhi 714-981-6555, 714-981-6555. Kính thưa quý vị, hồi nãy giờ thì mình cũng đã nói, mình cũng đã khen nhiều rồi. Bây giờ mình vô cái sự thực tế nè. Dạ. Ok. Làm show thì chị biết chị cũng đã từng làm show. Dạ. Mà chị cũng đã từng viết rất là nhiều bầu show. Dạ. Không một người nào mà gọi là vui vẻ cả. Ai cũng than phiền. Dạ. Cái lý do than phiền là tại vì tùy theo cái show mình làm. Đúng rồi. Tại vì mỗi một người họ làm một cái chương trình, có người họ làm low budget. Đúng rồi. Medium or high budget. Dạ. Yeah. Thì cái high budget là như thế nào là quý vị biết là các ca sĩ mình mời càng nổi tiếng thì quý vị phải trả nhiều tiền. Đúng rồi. Rồi quý vị phải có âm thanh, ánh sáng. Chính xác. Phải có phải có làm cho một cái gọi là cái không khí nó được cái đó tiền không đó quý vị. Tại ngày xưa chị cũng làm rồi, mỗi cái team chị làm như Halloween, chị làm cho New Year là mình phải có cái team cái như là cái budget để mình decoration. Đúng rồi. Xong rồi rồi ban nhạc âm thanh thì mình phải bắt buộc phải trên hết. Thì đối với em thì thực sự em cũng chưa có gọi là làm show nhiều như là những người bầu show khác. Nhưng mà theo cái kinh nghiệm của em thì em đang làm show và sẽ có nhiều cái tới với em. Nhưng mà cái budget và em làm, em ngồi xuống em calculate em làm thì em có nghĩ là em sẽ có lời hay không? À, thì thực ra cái trong đầu của em á, làm show này đó là không bao giờ là mình nghĩ là mình lời right away. Nhưng mà mình cũng em đứng là show này, các show em làm. Ok, nói như thì nói chung là mình cũng sẽ plan được là một cái show mình ra thì theo cái predict của mình thì mình sẽ bán được bao nhiêu bàn, bạn bè mình ủng hộ thế nào. Thì trước khi mình làm đó thì mình cái show của em, lý do em cũng hơi mạnh tay một chút xíu là hiện tại bây giờ là em cũng có một số những cái khách bạn quen và bạn bè ủng hộ. Thì mới đầu ra show ra thì cũng có những nhóm bạn đã đặt hai ba bàn thì nói chung là mình cũng cảm thấy mình ổn. Nên nhưng mà nói vậy thôi chứ cũng bây giờ thấy mọi người ra show rất là nhiều rồi nên nói chung là lâu lâu làm một cái gọi là cho thỏa mãn đam mê chứ mà nói là thường á, theo chị thấy đó có những người như là họ bán bằng mạnh tại vì bây giờ á cái để chị nói cái này cái sự thật đó quý vị bây giờ làm show á đôi khi đó không cần phải ca sĩ nhiều chỉ cần vài ca sĩ mà chúng ta nếu mà chúng ta có lượng khách mà lượng mạnh thường quân lượng bạn bè mà đã ủng hộ mình và bác cấp mình á thực sự ra ca sĩ nào không phải nói mình không phải nói là ca sĩ nổi tiếng là không nổi tiếng mà nói ca sĩ nào chính cũng xác nữa mình vẫn bán bằng được đúng hay em cái đó đúng đó chị nhưng mà cái đó cũng có một phần đúng nhưng mà cũng có để em muốn giải thích thêm cái đó là đúng giả sử như là cái show vừa rồi đi, em làm, em mời Thanh Hà với Angel Gia Hân. Thì có nhiều người nói là, mà tất nhiên là em cũng có một cái fashion show rất là hoành tráng. Thì có nhiều người mới question là nếu mà con Lan này nó gan thật, nếu mà ở bên này mà làm show Thanh Hà chắc là cũng khó bán. Tại vì có một nghệ sĩ, nghệ sĩ thì rất là rồi, khó. Đúng rồi. Thì đó nhưng mà cái show của em là lúc đó cũng là full house, giống như là show out. Thì em nghĩ là cũng là do một phần là... hồi đó đến giờ chắc là bạn bè cái họ cũng tin tưởng cái relationship em. Nghĩ là ở con Lan này nó làm thì chắc là cũng không có cũng hay nó có sẽ có luôn luôn là chi tiết có những cái gì mới lạ thì vừa rồi đó thì là mọi người rất là thích cái màn fashion show của Calvin Hiệp phải nói là như vậy và Thanh Hà thì cũng hát rất là hay và nó cũng là một cái em mới lúc đó là Chàm Chim cũng mới sửa lại San Diego và tụi em cũng đầu tư về cái âm thanh rất là hay của Roland nên là cái chương trình là người ta đến rất là happy và rất là successful đó thì nhưng mà phải nói là tất nhiên là mình có cái lượng bạn bè ủng hộ nhưng mà đối với em thì mình không có thể nào mà mình vì cái đó mà mình cứ giống như là làm cho có thôi làm cho có để bạn bè mình người ta có thể ủng hộ mình một lần nhưng mà lần sau mà người ta đi người ta thấy
con Như Lan này nó làm chương trình cũng giống mấy người khác, thì họ sẽ đi là vì ủng hộ, chứ họ không còn cái excited nữa. Thì em không muốn vậy, nên là những cái chương trình của em á, thì em hy vọng đã không làm thì thôi, còn đã làm á thì luôn luôn phải có một cái element gì đó mà nó mới lạ. Còn và sau cái này á, em nghĩ em cũng 1-2 năm chưa chắc em đã làm nữa. Dạ, rồi một cái tình cờ thì mình nói chuyện với nhau, tự nhiên cái đúng cái là cái Valentine. Tự nhiên cái Valentine thì ban đầu thì chị cũng nói, chị cũng biết là em cũng ngồi nói chuyện, cũng cũng nói chuyện rất là nhiều người, cũng nói chuyện với chị thì vài ca sĩ thì mình cũng ngồi đếm đếm ca sĩ và những ca sĩ thì tại sao cái Valentine mà em lại chọn cho mình quá là nhiều ca sĩ mà toàn là ca sĩ thứ hàng dữ không? Tại sao mình không chia bớt ra đi? Tại sao một chương trình mà em lại bỏ 4-5 ca sĩ gọi good là thượng hàng trong đó? Good question. Lúc đầu thực ra đó là tụi em chỉ định là đồng Thanh Thảo nè, rồi Như Ý nè, rồi Nguyên Khang. Lúc đầu hình như là cũng chưa có Đồng Lan luôn, tại vì cũng đúng chưa rồi, biết chưa là Đồng Lan có sang đây được hay không. Thì đó, thì Đồng Lan cũng là một cái sự mà add on later, vì cũng là cái relationship của em với Đồng Lan. Rồi Quang Dũng á, thì lúc đầu á, em rất là thích anh Dũng, tại vì anh Dũng đã miss cái show Covid mình shut down. Chưa bao giờ về San Diego. Nói chung là em mời Thanh Thảo với Như Ý là cũng là chưa bao giờ về San Diego, mà với dạng mà non casino. Chứ nếu mà casino thì mình không tính rồi, nhưng mà like interact với khán giả mà trong một cái private, more like đúng private rồi. Engage thì chưa đến. Thì xong rồi tự nhiên cái gần đến ngày khoảng thêm khoảng một tháng thì anh Dũng mới không dám nhận lời, tại vì anh sợ là anh sẽ về về Việt Nam dịp Tết này. Thì nhưng mà lốt cuộc cuối cùng anh đổi ý. Thế xong anh đổi ý thì xong rồi, thế là Thanh Thảo nói là anh Dũng đổi ý rồi, chị nghĩ sao? Thế em nói là thôi vậy thôi. Chơi luôn. Thì đó là lý do mà tự nhiên lại năm ca sĩ. Bởi quý vị cũng thấy một chương trình mà có 102 thì thấy ở dưới San Diego mà nói chương trình đứng đó chứ San Diego chứ chương trình hồng hậu như vậy chị thì làm ở trên Orange County cũng cần một cái chương trình hồng hậu như vậy. Thì quý vị thấy là có nam ca sĩ Quang Dũng nè, rồi có Thanh Thảo, Nguyên Khang, Đồng Lan, Như Ý, toàn là ca sĩ mà gọi là ca sĩ thượng hạng, rồi ca sĩ ca rất là hay. Thường thường là chúng ta phải chia nhau, cái này mình có thể làm được 2-3 show. Hai ba show. Đối với cái tay bán vé cũng như là tay nghề mà gọi là talkative, giống như là để mà gọi là bạn bè đông như vậy là Như Lan không có như là no problem để mà sell up table phải không cưng? Nhưng mà lại cho một cái chương trình gọi là hồng hậu mà cho chỉ có một ngày một mà đến 5 ca sĩ như vậy thì cái sự thì em dự trù lại trong cái Valentine này là vào cái ngày nào vậy em? Lúc đầu đó thì em định plan cái chương trình này vào ngay một ngày trước khi Valentine, nhưng mà về sau find out là nó lại đụng với lại nó lại đụng với Super Bowl. Super Bowl nằm ngày February 13, nên that's why em phải rời lại một tuần là February 6. Thì cũng rất là good, tại vì February 6 á thì nhiều người họ cũng từ off town lên San Diego chơi Tết. Và thế là mình celebrate luôn vừa Tết ta mà lại vừa một tuần trước Valentine. Nên that's why cho dù cái vé nó hơi mắc nhưng mà mọi người cũng ok, tại vì mọi người cũng đã được thôi dịp Valentine lễ Tết cũng là một cái worth it để mà mình spend time được một cái chương trình mà em tức cười lắm chị. Chị mới mention là mấy cô San Diego chịu diện. Cái chương trình của em đó, em thì chưa mua đồ gì mà em mấy bạn bè text qua em đó là sắm Dolce & Gabbana 2-3 ngàn rồi chị. Cái tình vé 2-300 đô nhỏ nhỏ gì đâu. Có nhiều cô còn cắm sắm băng đô rồi sắm beo rồi tùm lum á, text của em kiểu kích thì tùm lum hết á. Vậy là cái chương trình của em là coi như là ai ai cũng mặc đồ gì đúng không ạ? Wow, không biết là bữa đó mình phải nên mặc cái gì nha. Tất ta thì nếu mà quý vị nào mà có cơ hội mà có thể là mua vé mà chạy tuốt dưới San Diego thì quý vị biết là không những mà quý vị đã coi một chương trình mà nhiều ca sĩ ca hát hay mà quý vị được ngắm nữa quý vị, được ngắm các cô phụ nữ Việt Nam của chúng ta lộng lẫy với những cái đồ mạc phải không em? Dạ. Chà, không biết bữa đây mình mặc đồ gì đi cho nó. Mà chị vào. Ơi, chị phải mention là cái location đó, one of the best venue in San Diego.
để sau phần, là hoa già. Sau phần quảng cáo thì chúng ta sẽ nói thêm chi tiết vào cái chương trình The Lover. Người tình.